Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức nóng trên kênh tin tức của chúng tôi. Ngay sau đây là những thông tin chúng tôi mới cập nhật về những vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm trong những ngày gần đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tập đoàn Phúc Sơn đã phá nát Nha Trang như thế nào? Ngày 26 tháng 2 năm 2024, dư luận xôn xao trước thông tin ông Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, gọi tắt là Tập đoàn Phúc Sơn, cùng 3 cán bộ Tập đoàn Phúc Sơn bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngay sau đó, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2024 do Văn phòng Chính phủ tổ chức, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp thông tin về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị có liên quan. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, dư luận và báo chí đã đề cập đến công ty này từ vài năm nay, nhưng mãi đến tháng 2 năm 2024, cơ quan chức năng mới có thể làm rõ. Theo người phát ngôn Bộ Công an, Tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004, chủ yếu xây lắp ở huyện. Công ty này bắt đầu vươn mình từ năm 2015 với nhiều công trình từ Bắc tới Nam. Đến nay đã có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Trong đó có các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Nha Trang, Khánh Hòa. Đây là một doanh nghiệp nhỏ cấp huyện có phó tổng giám đốc tập đoàn mới học xong chương trình lớp 4. Tại Khánh Hòa, tập đoàn này cũng vướng nhiều lùm xùm liên quan đến dự án khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ tài chính du lịch Nha Trang trên khu đất 62,9 ha. Từ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu doanh nghiệp này phải nộp hơn 11.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên đến nay, tập đoàn Phúc Sơn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, các dự án vẫn dở dang, bộn bề. Gần đây nhất ngày 27 tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, và ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, cùng về tội nhận hối lộ. Trước đó, Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 17 bị can, trong đó có một bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, hai chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, một nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, cùng một loạt lãnh đạo tập đoàn Phúc Sơn và các đối tượng có liên quan. Tất cả đã cho thấy tính chất, quy mô của vụ án là rất lớn. Trong các dự án của tập đoàn Phúc Sơn đầu tư ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có 3 dự án theo hình thức BT, hình thức xây dựng chuyển giao tại sân bay Nha Trang. 3 dự án này nhiều năm liền chậm tiến độ, gây bức xúc dư luận, bị Thanh tra Chính phủ kết luận có nhiều sai phạm. Cụ thể, 3 dự án do Tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư tại Nha Trang gồm dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang, dự án nút giao thông Ngọc Hội, dự án đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội. Tại 3 dự án này, Khánh Hòa đã giao đất thanh toán để hoàn vốn cho Phúc Sơn. Trong đó, dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối với khu sân bay Nha Trang có tổng mức vốn dự kiến đầu tư là 725,3 tỷ đồng. Đất thanh toán hoàn vốn đã giao 4,07 ha với giá trị đất tạm tính hơn 741,6 tỷ đồng. Dự án BT nút giao thông Ngọc Hội dự kiến tổng vốn đầu tư là 1.378,9 tỷ đồng. Đất hoàn vốn đã giao là 5,37 ha. Tổng giá trị đất tạm tính là 1.358,4 tỷ đồng. Dự án BT đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội có tổng vốn dự kiến đầu tư là 1.180,1 tỷ đồng. Đất thanh toán đã giao 9,68 ha với tổng giá trị đất tạm tính là 1.099,25 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ kết luận, 3 dự án BT tỉnh Khánh Hòa giao cho Tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư mắc rất nhiều sai phạm. Cụ thể, không thực hiện đúng các cam kết mà tỉnh đã trình để được Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Tổng mức đầu tư các dự án BT mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt giao cho Phúc Sơn thực hiện đã tăng hơn 484 tỷ đồng so với tờ trình của tỉnh và văn bản được Thủ tướng chấp thuận tháng 7 năm 2016. Trong khi đó,
thời gian thực hiện các dự án BT của Phúc Sơn lại tăng lên thêm 30 tháng. Các dự án BT đó không hoàn thành đưa vào sử dụng đúng hợp đồng vào cuối năm 2017. Mặc dù đã được tỉnh gia hạn đến tháng 6 năm 2021, nhưng đến thời điểm thanh tra, Phúc Sơn chỉ thi công đạt 27% khối lượng xây lắp, tổng giá trị đầu tư chỉ tương đương 558 tỷ đồng xây lắp và 394,4 tỷ đồng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Việc lập, thẩm định, phê duyệt về dự án, ký kết hợp đồng các dự án BT với Phúc Sơn lại có các sai sót về định mức, đơn giá, biện pháp thi công, làm tăng tổng mức đầu tư lên gần 500 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ cũng kết luận, những sai phạm về việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận quỹ đất sân bay Nha Trang từ Bộ Quốc phòng và đồng thời bàn giao luôn cho công ty Phúc Sơn vào tháng 12 năm 2015, khi chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất là không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013. Từ tháng 10 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các quyết định giao toàn bộ hơn 62,3 hectare đất sân bay Nha Trang cho tập đoàn Phúc Sơn thuê đất để thực hiện dự án khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang mà không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là vi phạm luật đầu tư. Riêng việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án khu trung tâm và điều chỉnh cục bộ dự án khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang theo đề nghị của Phúc Sơn đã vi phạm quy hoạch chung thành phố Nha Trang theo quyết định của Thủ tướng đã phê duyệt và vi phạm quy hoạch phân khu 1/2000 do chính Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt trước đó. Theo kết luận thanh tra, trong hơn 10 năm qua, tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên thuộc doanh nghiệp này đã được giao nhiều dự án, đất đai, hợp đồng xây dựng các công trình, khai thác tài nguyên khoáng sản, các dự án khu đô thị và dự án BT đổi đất hoàn vốn tại sân bay Nha Trang cũ. Trong đó, các dự án BT giao thầu cho Phúc Sơn làm nhà đầu tư đã giao đất hoàn vốn tại sân bay Nha Trang và Phúc Sơn đã phân lô bán nền từ năm 2017. Nhưng đến nay đều chưa hoàn thành theo đúng hợp đồng đã ký kết và nhiều lần gia hạn. Dự án khu đô thị Phúc Khánh 2 cũng được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Phúc Sơn vào năm 2014. Chủ đầu tư sau đó xin điều chỉnh tiến độ dự án giai đoạn 1, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư vào năm 2023. Giai đoạn 2, hoàn thành đầu tư toàn bộ các công trình trên đất vào cuối năm 2026. Tiến độ đề ra là vậy, nhưng đến nay dự án mới chỉ thi công được một số hạng mục nhỏ như cống thoát nước, đoạn đường ngắn. Hai dự án gây nhiều khiếu nại, tố cáo do nhiều cư dân bị ảnh hưởng, thu hồi đất giao cho Phúc Sơn, thực hiện các dự án kinh doanh các đô thị Phúc Khánh 1, Phúc Khánh 2 đến nay cũng thành dự án treo. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, để dẫn đến vi phạm trên, có thể thấy trách nhiệm của cơ quan quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính. Mặc dù doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế mà vẫn hoạt động, không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án. Hai cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa vướng vòng lao lý do sai phạm đất đai. Chiều ngày 31 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án đối với 9 bị cáo đều là cựu lãnh đạo tỉnh và thành phố Nha Trang về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại dự án Mường Thanh Viễn Triều, khu vực Bãi Dương, đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2016, 5 năm tù và nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa với nhiều mức án khác nhau. Trước đó, ông Thắng và các cán bộ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phạt tù trong 3 vụ án khác. Tổng hợp cả 4 bản án này, ông Thắng bị phạt 22 năm 6 tháng tù giam. Ngoài ông Nguyễn Chiến Thắng, ông Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2021, cũng phải nhận mức án 3 năm 6 tháng tù trong vụ án xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate ở số 28E Trần Phú, thành phố Nha Trang. Trước đó, ông Vinh cũng nhận án tù trong 2 vụ án khác. Tổng hình phạt ông Vinh phải nhận là 13 năm 6 tháng tù. Tháng 8 năm 2019, tại kỳ họp 38, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận về những dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.
Theo đó, ông Lê Thanh Quang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, hai nhiệm kỳ từ năm 2010 đến năm 2015 và 2015 đến năm 2020, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa trong việc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, đấu thầu, đầu tư, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, tài chính, thuế, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách nhà nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng cập nhật mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong video cập nhật tiếp theo.